mức ăn phải trải qua đắng cay ngọt bùi. Những loại không nào đòi ăn nhãn cất viên ăn đầu. Bạn không muốn nghe cái đó ư? Thế thì hãy đến với soprablast.vn. Mua rau bút giá rẻ, uy tín, chất lượng, hàng đầu Việt Nam. Hiện tại trong server này chỉ có boss Diamond, nên mình chỉ đánh Diamond thôi nhây ơi. Sôi làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí, nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn được. Yeah, boy. Các bạn sẽ cần có Superhuman, Rumble, Chisui Nâng Shop.
Nani? Omae wa mou shinde iru. Dô các bạn, chào mừng các bạn đến với thí nghiệm Minecraft. Máu ít hơn nhé. Vẫn bị độc nha. Không bị vỡ hay hư nha.